Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước, mặc dù đã góp đất cho công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng, vậy nhưng sau hơn 8 năm, vẫn còn 65 hộ dân ở thôn km 0, thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn Sơn Hà thuộc xã Bản Vược, huyện Bát Sát chưa ký hợp đồng góp đất với doanh nghiệp do chưa đạt được thỏa thuận chung giữa hai bên. Vậy hướng giải quyết của các bên liên quan về vấn đề này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Theo nhiều hộ dân thì đã 8 năm kể từ khi họ góp đất trồng cao su. Vậy nhưng công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng vẫn chưa ký hợp đồng với họ. Giấc mơ đổi đời từ loại cây được ví như là vàng trắng này của các hộ dân trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Trong quá trình khai thác thì liệu rằng cái thu nhập có như mong muốn hay không? Nếu như trong cái thời gian mà 10 năm nay thì người dân chúng tôi cũng đã có thu nhập từ cây lâm nghiệp. Trước là chúng tôi phải hy sinh rừng mỡ đi để coi làm dự án cây cao su này. Nhưng bây giờ trồng cây cao su hiệu quả chả đem lại cái gì cả. Trao đổi với phóng viên, đại diện công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng Lào Cai cho biết, hai vấn đề chưa thống nhất được giữa người dân và doanh nghiệp là nhân dân đề nghị được giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã góp đất vào dự án, và sau khi hết thời hạn khai thác mủ, phần tận thu gỗ cao su người dân được hưởng 10% trước khi đóng thuế doanh nghiệp. Hiện phía công ty cũng đã có phương án để giải quyết khúc mắc này. Người dân được giữ cái sổ đỏ và công ty thì không nên giữ. Về vấn đề này thì cơ bản thì chúng tôi đã xin ý kiến tập đoàn và tập đoàn cũng đã đồng ý rồi để giao lại cho người dân. Tuy nhiên thì bên chính quyền địa phương họ cũng có cái hướng là theo dõi biến động về cái đất đai của từng hộ dân. Ở phía công ty đã không đề nghị là không trừ 10% tổng sản lượng để sau để nộp cho thuế doanh nghiệp. Hiện tại thì công ty đang triển khai thực hiện hoàn thiện cái biên bản, thì chúng tôi là cơ quan chuyên môn thì sẽ thường xuyên đôn đốc sát sao để cố gắng làm sao thực hiện sớm nhất để người dân yên tâm sản xuất. 65 hộ dân ở xã Bản Vược, huyện Bát Sát mong muốn những vướng mắc về hợp đồng góp đất và phương án chia cổ tức sớm được thống nhất để bà con ổn định tư tưởng, tiếp tục cùng công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng Lào Cai chăm sóc, phát triển diện tích cao su đã trồng, chấm dứt 8 năm chờ đợi.